Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của Hà Nội Computer và đây là tuần nhanh công nghệ số thứ 25. Trong tuần này thì chúng ta không có quá nhiều thông tin hot hit về công nghệ bởi vì là vẫn chỉ có những thông tin về những core thế hệ thứ 11 mà mình thì đã nói ra giả rất nhiều tuần trước đây rồi. Thế nên là trong bản tin tuần nhanh công nghệ ngày hôm nay, mình sẽ gửi tới cho các bạn một cái thông tin vô cùng hot hit sẽ được diễn ra vào ngày 18 tháng 3 tới đây, tức là vào thứ năm tuần tới. Ngay bây giờ các bạn hãy cùng với mình đi tìm hiểu nhé. Và sự kiện hot hit mà mình sẽ bật mí cho các bạn ngay sau đây đó chính là Hà Nội Computer đang vui mừng chào đón showroom thứ 8 của mình được ra mắt tại địa chỉ số 299 Từ Sơn, Bắc Ninh. Và có thể nói đây là showroom về công nghệ to nhất ở Bắc Ninh tại thời điểm hiện tại với diện tích lên tới là 500m2 cơ. Từ bây giờ thì các bạn cũng đã có thể tới Từ Sơn, Bắc Ninh để mua hàng rồi. Thế cơ mà sự kiện khai trương chính thức của chúng mình ấy thì sẽ được diễn ra vào 10 giờ sáng ngày 18 tháng 3 tới đây. Và trong sự kiện đó thì sẽ có vô vàn những cái phần quà hấp dẫn để dành tới cho tất cả các bạn. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có thể liệt kê qua đó chính là với tất cả những khách hàng đến tham quan showroom của chúng mình ngày hôm đấy, các bạn chỉ cần đến tham quan thôi nhá là sẽ được tặng ngay một bàn di chuột miễn phí. Còn nếu như các bạn có nhu cầu mua sắm một sản phẩm bất kỳ không quan tâm đến giá trị, từ kể cả là nhỏ nhất cho đến to nhất đi chăng nữa, thì chúng mình đã có sẵn sàng 100 chú chuột dành cho 100 khách hàng đầu tiên đến mua hàng sớm nhất, có trị giá là 169.000 đồng. Thế nên là với những khách hàng nào mà đến tham gia chương trình khai trương của chúng mình vào ngày 18 tháng 3 tới đây tại địa chỉ số 299 Minh Khai, Từ Sơn, Bắc Ninh, thì các bạn hãy nhanh chân để trở thành những khách hàng may mắn đầu tiên sở hữu những phần quà đặc biệt của chúng mình nhé. Nhưng bấy nhiêu đó chỉ là quà mừng khai trương thôi các bạn ạ. Hôm đấy thì Hà Nội Computer chúng mình còn tổ chức chương trình Giờ Vàng Giá Sốc. Nói chung là nếu như bạn nào đã là fan của Hà Nội Computer, đã từng tham gia chương trình Giờ Vàng Giá Sốc hay là quan tâm theo dõi những sự kiện đó thì các bạn cũng biết được rằng là nó hot đến mức như thế nào rồi. Bởi lẽ là có những showroom chúng mình tổ chức thì các bạn khách hàng còn đặt gạch từ đêm hôm trước cho tới tận sáng hôm sau để có thể trở thành người đầu tiên, người sớm nhất được bước vào showroom và chọn những cái phần quà giá trị đến từ Hà Nội Computer mà được giảm giá một cách siêu sốc luôn. Thế nên là ngay bây giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn những cái sản phẩm mà chúng mình sẽ đưa ra trong ngày Giờ Vàng Giá Sốc đó nhá, để mọi người có cụ thể cùng tham khảo và là những người đầu tiên đến với Hà Nội Computer vào ngày 18 tháng 3 tới đây tại địa chỉ 299 Minh Khai, Từ Sơn, Bắc Ninh. Sản phẩm đầu tiên đó chính là 200 bàn di chuột khổ 80x30 chỉ có giá là 9.000 đồng. Tiếp theo là 200 USB SanDisk 16GB 3.0 chỉ được bán với giá là 29.000 đồng. 100 chú chuột không dây Keno trị giá 29.000 đồng. 50 bàn phím Logitech K120 bán với giá chỉ 49.000 đồng. Chúng mình cũng sẽ có tới 30 chiếc tai nghe Dell RGB chỉ bán với giá là 129.000 đồng. Và các bạn còn chần chờ gì nữa mà không đến dinh ngay 30 bộ loa sound Mac A700 chỉ bán với giá là 149.000 đồng. Chúng mình có tới tận 30 SSD kinh Pháp 120GB mà chỉ bán với giá là 149.000 đồng mà thôi. Tiếp theo thì chúng mình có tới 3 chiếc ghế Edera chỉ bán với giá là 599.000 đồng mà thôi, trong khi giá gốc hiện tại trên trang web bây giờ là 2.2 triệu cơ đấy. Càng những sản phẩm về sau thì ngay bản thân mình cũng sốc luôn các bạn ạ. Bởi vì là có tới tận 3 chiếc màn hình LG 20 inch mà chỉ bán với giá là 599.000 mà thôi. Và sản phẩm đặc biệt nhất trong chương trình Giờ Vàng Giá Sốc của chúng mình được diễn ra tại số 299 Minh Khai, Từ Sơn, Bắc Ninh. Đó chính là 3 chiếc cà RX570 được bán với giá 1.499.000 đồng mà thôi. Nếu như các bạn chưa biết thì hiện tại mẫu quả này đang được bán trên thị trường với giá là 6 triệu đồng cơ đấy. Thế nên là còn chần chờ gì nữa mà không tham gia ngay chương trình khai trương của Hà Nội Computer tại Từ Sơn, Bắc Ninh nào? Và như thường lệ, chương trình Giờ Vàng Giá Sốc của chúng mình sẽ được bán theo thứ tự xếp hàng ưu tiên, tức là các bạn nào xếp hàng sớm hơn vào càng sớm thì sẽ càng có cơ hội mua được nhiều quà ngon. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào chương trình khai trương của Hà Nội Computer tại số 299 Minh Khai, Từ Sơn, Bắc Ninh nhé. Và ngày hôm đó thì chúng mình cũng sẽ có livestream sự kiện khai trương ở trên cả YouTube và fanpage của Hà Nội Computer, các bạn nhớ đón xem nhé. Còn bây giờ thì Nami xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.